Chào mừng các bạn đến với đoạn video ngắn giới thiệu cách ứng dụng mẫu quản lý thông tin do Navitas thiết kế dành cho các đại diện tuyển sinh. Vậy mẫu quản lý thông tin là gì và tại sao đại diện tuyển sinh cần sử dụng mẫu này? Vâng, hầu hết đại diện tuyển sinh của Navitas tiếp xúc với các khách hàng trực tiếp mỗi ngày, một số là sinh viên, một số là phụ huynh học sinh, còn lại là các sinh viên đi cùng bố mẹ. Khách hàng đến văn phòng của bạn, họ hỏi về các lựa chọn chương trình học và sau khi trao đổi cùng các tư vấn viên, họ sẽ rời đi và nói chúng tôi sẽ liên hệ lại sau khi cân nhắc thêm vài điều nữa câu hỏi được đặt ra bạn đang xử lý các đối tượng khách hàng này như thế nào bạn phản hồi thông tin cho họ bằng cách nào và làm sao bạn đảm bảo các đối thủ cạnh tranh không tóm những khách hàng này trước bạn navitas có thể giúp bạn với một quản lý thông tin được thiết kế dành riêng cho đại diện tuyển sinh không chỉ dành riêng cho các trường thuộc hệ thống navitas mà còn sử dụng cho bất kỳ trường cao đẳng hay đại học khác mà bạn đang đại diện đây là quy trình sẽ diễn ra một khách hàng tiềm năng đến văn phòng của bạn và trao đổi cùng một tư vấn viên. Thông tin của khách hàng được nhập vào mẫu quản lý thông tin trực tuyến có hiển thị thông tin và logo công ty của bạn. Sau đó sẽ có hai điều xảy ra. Đầu tiên, bạn sẽ nhận ngay bản tóm tắt thông tin học viên từ hệ thống. Sau đó, khách hàng sẽ nhận được một thư điện tử, "Cảm ơn bạn đã đến gặp cỡ và trao đổi cùng chúng tôi hôm nay", được thiết kế riêng tùy danh xưng, sau đó 2 hoặc 3 giờ đồng hồ email này có sự khác biệt tùy thuộc vào khách hàng mà tư vấn viên đã trò chuyện là sinh viên hay phụ huynh học sinh điều đó có nghĩa là trước hết bạn không cần dùng các mẫu đơn điền thông tin bằng giấy không bị sai lệch hơn nữa mỗi khách hàng đều được theo sát một cách tự động một cách cá nhân nhất có thể bởi tư vấn viên của bạn khi khách hàng trở về nhà họ đã có sẵn một email được cá nhân hóa từ chính công ty của bạn cách tốt nhất để tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về công ty của bạn chính là sử dụng mẫu quản lý thông tin dành cho đại diện tuyển sinh của navitas